Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và chủ đề video hôm nay sẽ là ngắt kết nối tâm tư của họ lúc này. Và đây là một trải bài chung, các bạn nhớ đón nhận nó một cách cởi mở và có chọn lọc. Bạn nào muốn có trải bài riêng thì có thể liên hệ với mình ở phần mô tả. Và với chủ đề này thì mình đã chuẩn bị sẵn 4 tụ bài. Các bạn có thể chọn theo trực giác mách bảo của mình. 1, 2, 3, 4. Các bạn cũng có thể nhìn vào những cái đồ vật, viên đá mình để ở trên và cảm nhận năng lượng, sau đó là chọn cho mình một tụ bài nhé. Tụ đầu tiên sẽ là một cái con lắc xạ. Tụ thứ hai đó là cái viên đá có hình luân xa trái tim, ký tự của luân xa trái tim. Tụ thứ ba đó là một viên đá. Tụ thứ tư cũng là viên đá, nhưng mà đây là đá thô. 1, 2, 3, 4. Và mình sẽ bắt đầu với tụ số 1 nhé. Và nếu các bạn chưa chọn kịp thì các bạn có thể bấm dừng video và chọn cho mình một tụ bài ha. Tụ số 1 nhé. Tụ số 1 là con lắc xạ. Tụ số 1 ha. Đầu tiên các bạn có lá môn. Với môn thì chắc chắn là liên quan đến cảm xúc tình cảm rồi đấy. Ok, chúng ta sẽ xem tiếp nha. Ở đây các bạn có crossroad. Hai cái năng lượng này cho mình cảm nhận đó là ở cái thời điểm hiện tại ấy, họ đang chuẩn bị đưa ra một cái quyết định liên quan đến chuyện tình cảm. Và họ đang lưỡng lự, họ giống như là đang ở ngã tư đường của cái chuyện tình cảm ấy. Họ chưa có xác định được là cái chuyện gì nó đang diễn ra trong cái suy nghĩ cảm xúc tình cảm của họ. Chúng ta sẽ xem một chút về Tarot ha. Ở đây có Hangman. Với Hangman thì mình thấy rằng cái người này ở thời điểm hiện tại có lẽ là họ đang cố gắng để thay đổi cái cách nhìn nhận của mình về cái chuyện tình cảm. Về cái cách mà họ đánh giá về một người, họ không những chỉ dùng cái cảm tính nữa, mà họ còn sử dụng cái cảm nhận riêng của họ, những cái điều mà họ đã nhìn thấy, những cái hành động của người đó. Và mình thấy ở đây với Hangman ấy, thực ra là cái tâm tư của họ lúc này, bản thân họ đang ở với họ nhiều hơn, bản thân họ đang cùng kết nối với tâm thức của họ để họ có thể thực sự là kết nối với một người mà họ cảm thấy rằng là ở đó họ sẽ thực sự được là chính mình. Bởi vì mình thấy là cái người này ở thời điểm hiện tại họ sẽ không dễ gì để mà họ có bất kỳ cái hành động gì, họ có bất kỳ cái sự trao đi cho bất kỳ ai liên quan đến chuyện tình cảm của họ. Họ đang giữ rất là khư khư những cái tình cảm của họ, những cái suy nghĩ của họ. Và mình thấy ở đây nữa ấy, đó là ở cái thời điểm này, người này á, họ vẫn đang cố nán lại đến tận cùng. Tức là họ không ép bản thân họ phải đưa ra quyết định ở thời điểm hiện tại. Và họ cũng đang không muốn mình bị ép. Nhưng mà mình thấy là cũng sắp rồi đấy, sắp đến cái thời điểm mà họ phải đưa ra quyết định rồi. Bởi vì thực ra ở đây mình thấy là cái người này họ đang chần chừ đưa ra quyết định. Và họ sợ là họ sẽ quyết định sai. Chứ thực ra là mình thấy bản thân họ có thể ngay lập tức chủ động đưa ra quyết định liên quan đến cái chuyện tình cảm. Và thực ra để nói rằng ở thời điểm hiện tại, khi mà hai người đã ngắt kết nối, họ có còn nghĩ tới bạn không? Họ có tâm trí nào mà họ để dành cho bạn không? Thì với cái lá crossroad ở đây thì mình thấy rằng là thực ra họ không chỉ có mình bạn, họ không chỉ có mình cái sự lựa chọn là bạn. Họ có thể là khi mà bản thân họ cảm thấy rằng họ có tình cảm với bạn, họ có những cái sự rung rinh về phía bạn, những cái xúc cảm nó được trỗi dậy khi mà họ kết nối tiếp xúc với bạn ấy, thì mình thấy rằng là họ còn sợ. Họ còn sợ rằng nếu như họ chọn bạn thì tương lai có một ai đó khác phù hợp hơn với họ không? Hay đơn giản họ sợ rằng là bạn có phải người cuối cùng của họ không? Thực ra mối quan hệ của cả hai người có thể là chấm dứt ở tương lai không? Họ không muốn những cái điều đó diễn ra nữa. Một phần là bởi vì những cái trải nghiệm đau thương của họ khiến bây giờ họ phải suy nghĩ, suy xét thật là kỹ. Và họ đang cố gắng thay đổi cái tư duy của mình từ trước tới nay liên quan đến chuyện tình cảm. Họ đang cố gắng buông bỏ những cái chuẩn mực, những cái quan điểm về tình cảm của họ xuống để họ nhìn mọi thứ một cách khác đi.
Nhưng mà không có nghĩa rằng là những cái quan điểm đấy nó đã hết rồi. Mà mình thấy ở đây á, thực ra là vẫn có những cái mà họ vẫn giữ khư khư. Ví dụ cái quan điểm của họ là họ phải lấy một người cùng đạo chẳng hạn, một người cùng đạo mới hợp với họ. Những cái người khác đạo có thể sẽ không hạnh phúc, sẽ không bền lâu, sẽ không theo được đạo như họ, thì họ vẫn còn giữ ở đó và họ vẫn đang cố gắng sử dụng những cái lý do để biện bạch cho những cái quan điểm này của họ, và họ chưa thực sự là cởi mở để đón nhận tình yêu, bao gồm kể cả cái tình cảm bạn trao cho họ. Ở đây có bảy kiếm, cảm giác là cái mối quan hệ này nó cứ on off ấy nha. Lúc nó rất là có ý rõ ràng, lúc thì lại không hờ hững. Và mình thấy ở đây đó là tâm tư của họ thực ra nó chưa vững, nó chưa chắc chắn, cho nên là họ mới có những cái hờ hững, lúc thì lại ngọt ngào như thế với bạn. Ở đây có 10 kiếm, có cái sự tổn thương, đau khổ. Với 10 kiếm này thực ra ấy, là mình thấy là những cái tổn thương trước đây của cả hai người nó đang cản ngăn tình yêu này, chứ không phải là các bạn gây tổn thương cho nhau. Bởi vì là cái cảm nhận của mình ấy, đó là cái ông này á, ông bị ghim 10 thanh kiếm vào đây, và thực ra mọi thứ xung quanh nó đã xác xơ rồi, tức là nó đã có một cái quá trình trước đó, nó xảy ra cái chuyện gì đó nên chỗ này nó mới xác xơ, nó mới không có sự sống như thế, đúng không? Và bây giờ ấy thì có một cái bông hoa ở đây, nó đại diện cho cái sự khởi đầu, khởi nguyên lại, một cái tình yêu vẫn có thể được sống lại, vẫn có thể được hồi sinh, nó vẫn tồn tại khi mà bản thân chúng ta tưởng như là mọi thứ chấm hết. Thì mình thấy rằng là cái mối quan hệ này nó giống như cái nhành hoa này vậy, nó vẫn nở giữa những cái sự đau thương, giữa cái sự chết chóc, nó là cái nguồn sống cuối cùng của các bạn. Cho nên mình thấy cái tình yêu này, các bạn gặp được nhau, các bạn nhận ra nhau, nó là một cái cơ hội để các bạn có thể yêu lại một lần nữa. Nhưng bởi vì là xung quanh ấy, nó vẫn chưa có một cái sự hiện hữu gì của sự sống quá nhiều. Và các bạn ấy, các bạn cũng như thế, tâm hồn các bạn nó vẫn còn rất là lạnh, nó vẫn rất là cô đơn và đầy tổn thương. Những cái thanh kiếm này thực sự các bạn chưa gỡ ra được, vẫn còn những cái nó ghìm chặt chân các bạn ở trong quá khứ. Cho nên là cái cách nhìn nhận về tình yêu có đôi phần là nó hơi kiểu nặng nề, tiêu cực, và khó để mà trao đi tình yêu một lần nữa. Nên mình thấy là thực ra bây giờ bạn như thế nào thì họ cũng như thế. Bạn có vấn đề, bạn có những cái bạn khó buông bỏ thì họ cũng như vậy. Và cái tâm tư của họ đang muốn xử lý những cái điều này để có thể sẵn sàng đón nhận tình yêu. Mình cảm thấy giữa cả hai người có rất là nhiều sự tin tưởng với nhau. Và mình thấy cái sự tin tưởng của cả hai nó đến một cách rất là tự nhiên. Cảm giác của mình là các bạn không có nghi ngại gì với nhau, mặc dù các bạn không có biết về nhau nhiều, các bạn không có kết nối với nhau nhiều. Và mình thấy là tại vì cái chuyện tình cảm này này, nó cứ hay bị ngắt quãng ấy, cho nên là thành ra đó, cái cảm xúc của cả hai người á, nó cũng kiểu ngắt quãng theo. Nhưng mà các bạn á, vẫn không có bị xao động, các bạn vẫn không có bị nghi ngờ nhau nha. Mà mình thấy thực ra các bạn nhìn thấy cái vấn đề của mình và các bạn quay trở về xử lý cái vấn đề riêng của mỗi cá nhân. Chứ các bạn không phải là oán trách cái mối quan hệ này hay cảm thấy là cái mối quan hệ này đem quá nhiều áp lực cho chính bản thân mình. Ở đây có Unsure. Với Unsure thì mình quả thực khẳng định rằng là cái người này á, họ chưa có rõ từ bên trong. Cái lá Unsure này các bạn có thể thấy rằng là có hai cái ngã đường ở đây, thì cái lá crossroad này nó cũng thể hiện cho ngã tư, tức là có những cái nhánh rẽ, có những cái sự phân vân không có chắc định mình đi cái hướng nào. Nên là mình thấy là thể nào ở cái thời điểm hiện tại, nếu mà bạn mong muốn rằng cái người này họ có một cái sự rõ ràng cho bạn ấy, thì có thể là sẽ không có được nha. Affair vẫn có những cái nỗi sợ mà các bạn phải đối diện, các bạn phải xử lý, các bạn phải dám đi qua cái khu rừng đầy tăm tối, mang đầy những cái cạm bẫy sợ hãi mà các bạn đã từng trải qua, các bạn đã gặp phải. Và các bạn có dám đối diện với nó, các bạn có dám thách thức lại nó không? Các bạn có chấp nhận được rằng là mình có cái nỗi sợ đấy, các bạn có chịu hóa giải nó bằng tình yêu thương của cả hai không? Thì đấy là cái hành trình riêng của hai người, và cái hành trình này sẽ không thể nào mà nhanh được đâu. Bởi vì mình thấy rằng là cái chuyện tình cảm này á, nó phải từ từ thôi. Nếu mà nhanh quá ấy, thì mình thấy nó sẽ không có vững được. Với lại nhanh quá thì mình cảm nhận được đó là khi mà các bạn
ồ ập vào nhau á, thì nó sẽ đến một cái khoảng thời điểm nào đó các bạn sẽ liên tục cảm thấy không có chắc về cái mối quan hệ này, các bạn sẽ nghi ngại về cái mối quan hệ này, và nó cứ đứng trên cái bờ vực chia tay lần này qua lần khác. Cảm giác là bởi vì các bạn chưa có vững ở bên trong mình đấy, cho nên là dù các bạn có được đến với họ ngay thời điểm hiện tại, thì đến một cái thời điểm nào đó cái bài học buộc các bạn phải học vẫn là nó sẽ bị kích hoạt lên thôi. Cho nên bây giờ mình học trước, mình học trước rồi sau mà hai người vẫn còn duyên thì chúng ta sẽ tiếp tục. Còn không, nếu như mà cả hai có những cái bài học, những cái trải nghiệm riêng biệt thì các bạn sẽ đi trên những cái hành trình riêng biệt của cả hai. Các bạn sẽ có cơ hội học những cái bài học, gặp những người phù hợp nhất với các bạn, tốt nhất dành cho các bạn. Nên là không có cần phải lo gì cả nha. Các bạn có achievement, tức là nó mang tính nhá, giống như một cái quân huy chương vậy. Các bạn hãy giữ cái niềm tin của các bạn vào cái giấc mơ của bạn, chỉ cần tập trung vào những gì bạn mơ, bạn mong muốn và giữ cái niềm tin. Cái này có thể liên quan đến cái luật hấp dẫn. Nếu các bạn muốn thu hút tình yêu một người như thế nào, các bạn cảm nhận, các bạn yêu thích, các bạn kết nối với một dạng năng lượng ra sao, hãy giữ niềm tin vào cái dạng năng lượng, vào cái kiểu người mà các bạn yêu thích, các bạn cảm thấy đó sẽ là người mà là soulmate của mình. Và nếu như người này các bạn cảm thấy bạn và họ có một cái kết nối rất là sâu, các bạn là định mệnh của nhau, các bạn cứ giữ niềm tin ở đó, giữ niềm tin và tiếp tục phát triển hành trình riêng của mình, chứ không phải là giữ niềm tin và cứ thế mình đắm chìm trong những nỗi đau, mình đắm chìm trong những cái suy nghĩ tiêu cực, hay là mình quá là bấu víu vào những cái tín hiệu nó quá là tích cực, nó quá là mộng mơ. Mình nên quay về để an tĩnh bên trong cái tâm trí của mình trước. Và khi mà mình an tĩnh bên trong á, mọi thứ nó sẽ mở ra cho mình. Bạn có lá đầu tiên của bộ bài này luôn, tức là mình cảm nhận nó giống như là một cái sự khởi nguyên của cuộc sống, của sự sống, và nó cũng thể hiện cho việc làm các bạn á, cái câu chuyện này giữa bạn và họ sẽ mang tính số phận định mệnh, có cái sự sắp đặt của định mệnh ở đây, có những cái phước lành diệu kỳ vẫn luôn ở bên cạnh các bạn để hỗ trợ cho cái mối quan hệ này. Và tình yêu của các bạn ấy, nó có thể chậm nhưng mà nó sẽ chắc, nó giống như một cái cây vậy, nó sẽ lớn lên từ từ dần dần, nó sẽ vươn mình lên cao, nó sẽ có thể đứng vững trước mọi giông bão của cuộc sống. Nên là các bạn sẽ cần một cái hành trình để các bạn có thể thanh lọc đi tất cả những cái yếu tố có thể gây hại cho cái mối quan hệ này, để mối quan hệ này có thể phát triển một cách lành mạnh nhất, một cách tốt đẹp nhất. Và ở đây với những lá thiên líp mình còn có Older Man và Younger Woman, nên là hai lá này cho mình cảm nhận là cái kết nối của cả hai người sẽ có những cái sự chênh lệch về mặt tuổi tác, có thể người nam sẽ lớn hơn người nữ khá là nhiều tuổi. Bản thân ở đây hai lá này cùng ra ấy, cảm giác của mình đó là các bạn có một cái sự chênh lệch nhất định, các bạn có những cái trải nghiệm khác biệt nhất định, cho nên là các bạn cần thời gian để hòa quyện, để dung hợp cái mối quan hệ này. Hay đơn giản ấy, nếu như mà các bạn không phải là hai người có những cái sự chênh lệch về mặt tuổi tác quá nhiều, thì cái mối quan hệ này nó có một cái sự hỗ trợ tác động nào đó của một người có thể là lớn tuổi, người đàn ông lớn tuổi, hoặc là một người phụ nữ trẻ tuổi ha. Và với hai lá này ấy, thì thực ra cái thông tin mình cảm thấy nó cũng không có cái tác động nhiều vào cái trải bài này, bởi vì là mình thấy đây chỉ là một số bạn mang cái trường hợp đặc biệt thôi. Còn đa phần những bạn chọn tụ này ấy, thì mình cảm thấy rằng các bạn cần xử lý cái vấn đề bên trong các bạn. Họ cũng đang cần thời gian để xử lý cái vấn đề bên trong cái tâm trí của họ. Và thực ra ở cái thời điểm hiện tại, tất cả cái tâm trí, cái tâm tư của họ lúc này ấy, đó là họ muốn cân bằng cảm xúc của họ. Mặc dù tình cảm của họ đã rõ với bạn, họ rất là có nhiều niềm tin về phía bạn, họ cũng đã rõ rằng là giữa bạn và họ có những cái sự sắp đặt của số phận định mệnh ở đây, nhưng mà họ không có muốn vội, họ không có muốn vội. Người này là một người mình cảm thấy họ có cái sự vững bền chắc chắn, họ có cái sự kiên định trong cái quyết định của họ. Họ cảm thấy tình yêu họ đủ lớn, họ cảm thấy bạn đủ quan trọng, họ sẽ lựa chọn bạn. Họ không muốn rằng họ đưa ra một cái quyết định, họ chấp nhận cái tình cảm của bạn khi mà bản thân họ
còn đầy nỗi sợ ở đây khi mà bản thân họ chưa có chắc chắn ở đây. Và mình thú thực nha, tức là mối quan hệ này mình cảm thấy rằng nó có tương lai, nó có hy vọng. Cái cảm nhận của mình về số 22 á, tức là số 2 là một số mà nó liên quan đến tình yêu, nó liên quan đến kết nối soulmate. Nó cũng là một cái số mà nó là cái sự cân bằng, cho nên là mình cảm nhận được rằng là cái mối quan hệ của các bạn ấy, nó là từ hai phía, nó có tương lai về sau này, nhưng bây giờ ấy nó sẽ hơi mờ mịt. Và bây giờ ấy thì chưa phải là cái thời điểm đúng để mà các bạn có thể là đến bên cạnh nhau. Mối quan hệ này cho mình cảm nhận được đó là các bạn nhẹ nhàng với nhau cực kỳ, các bạn dịu dàng, các bạn có những cái sự cân nhắc lựa chọn một cách mà nó khớp nhất, nó vừa đủ nhất, nó ổn nhất. Các bạn không vội để mà mình tạo ra những cái sự sơ suất cho cái mối quan hệ lần này. Đây có thể là một mối quan hệ mà mình cảm nhận được cái sự toan tính trong các bạn. Cái sự toan tính này là một cái sự toan tính mang tính lành mạnh nha. Bởi vì các bạn đã biết lựa chọn cái người mà thực sự trái tim mình rung động, chứ không phải là mình quá là vội vàng như trước đây, để rồi mình chấp nhận những cái bài học đau thương như thế này. Và cái tâm tư của họ có lẽ là cần thêm một thời gian nữa thì chúng ta mới rõ được rằng là họ đã dành cho bạn rất là nhiều những cái sự yêu thương, cái sự chú ý, cái sự quan tâm như thế nào. Và thực ra nói một thời gian nữa, nhưng mình cảm thấy rõ ở đây đó là trong lòng bạn đối với họ như thế nào. Họ đối với bạn y chang như thế, trái tim của họ đã hướng về phía bạn rồi. Nhưng mà cái lý trí của cả hai người, cái tâm thức bên trong, những cái trải nghiệm đau khổ, tổn thương á, nó vẫn kiềm cặp hai người, nó vẫn cố gắng để kéo lại cái mối quan hệ này, không cho hai bạn tiến về nhau quá nhanh. Nó muốn cho mối quan hệ này nó chắc chắn. Mình cảm thấy rằng dù bây giờ các bạn đang rất là cẩn thận từng đường đi nước bước trong mối quan hệ này, các bạn có những cái sự rụt rè, nhưng rồi đến một cái thời điểm nào đó, khi cả hai đã sẵn sàng thì chắc chắn mối quan hệ này nó sẽ có thể đạt đến một cái kết quả nào đó. Các bạn có thể sẽ xác định một mối quan hệ có thể cam kết lâu dài, hoặc mối quan hệ này sẽ là một mối quan hệ các bạn có thể đi đường dài cùng nhau rất là lâu luôn, chứ không phải là chỉ đôi ba tháng hay là hai ba năm đâu nha. Và các bạn cứ yên tâm quay về để tập trung cho chính bản thân mình nha. Còn cái gì cần giải quyết với bản thân mình, còn cái gì cần buông bỏ, bỏ nó xuống, để mình có thể có một cái hành lý, một cái hành trang mà nó có một cái chỗ trống, để có thể dành chỗ cho cái mối quan hệ này trong tương lai ha. Và đó là thông điệp cho tụ số 1. Cảm ơn tụ số 1 rất là nhiều và hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nhé. Bye bye mọi người ha. Viên đá của tụ số 2 nhé. Tụ số 2 với chủ đề đó là ngắt kết nối tâm tư của họ lúc này. Đầu tiên các bạn có lá bia. Các bạn có lá dogs. Với hai lá này ấy, thì mình cảm thấy đó là cái mối quan hệ của bạn và người này, các bạn làm bạn đã lâu năm rồi à? Hay là cái mối quan hệ này là tình thầy trò, ông chủ với nhân viên? Một người có một cái vai vế, một người là ở vai vế dưới. Cảm giác là nó có cái sự trên dưới. Người thầy, người huấn luyện viên của bạn và người học trò, hay là nhân viên chính thức, sếp với nhân viên thực tập. Cảm giác nó có một cái sự chênh lệch nhất định. Và mình thấy là không thì các bạn cũng có thể làm bạn bè lâu năm, bạn bè rất là trung thành nha. Mình cảm thấy đó là cái tình cảm này, cái chuyện tình cảm này, nó là một cái chuyện tình cảm kiểu hơi âm thầm ấy. Nó không phải là phô trương lên, nó không phải là rình rang lên, mà mình thấy ở đây cái sự e ngại, nó cần một cái sự vượt rào ra khỏi một cái ranh giới hoạch định nào đó giữa cả hai. Ví dụ như là ranh giới tình thầy trò, tình đồng nghiệp, tình bạn bè, kiểu vậy đó. Tâm tư của họ về bạn lúc này, cảm nhận của mình ấy, đó là cái người này, mình cảm thấy rằng là họ có một cái chí tiến thủ rất là lớn. Thực ra là cái tâm tư của họ ở thời điểm hiện tại, họ đang cố gắng để đưa nó về với
công việc, với học tập. Họ đang cố gắng không có suy nghĩ nhiều về bạn. Kỵ sĩ Xu cũng là đại diện của cung sự nữ, cho nên mình cảm thấy cái người này á, họ cũng là một người lựa chọn rất là kỹ lưỡng trong chuyện tình cảm của mình. Họ là một người mà yêu cái sự hoàn hảo ấy, cho nên là mình thấy họ sắp xếp mọi thứ rất là kỹ, rất là khớp, rất là chu toàn. Và mình cảm thấy rằng là họ sẽ tìm kiếm những người mà họ cảm thấy đó là một đối tượng hoàn hảo dành cho họ. Mình cũng thấy ở đây ấy, đó là thực ra nói tiêu chuẩn người này cao á, thì cao không ta? Cũng cao đấy, tại vì nó quá là hoàn hảo, nó từng ly từng tí một, từng chi tiết một luôn. Nên là mình thấy là cái tình cảm của họ về phía bạn ấy, thì họ vẫn đang muốn cái mối quan hệ này có thời gian để phát triển. Bởi vì kỵ sĩ Su cũng là hình ảnh của một người kỵ sĩ, mà chàng này á, là chàng ấy đang trên cái giai đoạn phát triển. Chàng ấy sẽ có những cái sự đầu tư cho tương lai, chứ không phải chỉ là nhìn trước mặt, chứ không phải là những cái thành công ngắn hạn. Vậy nên mình thấy là cái chuyện tình cảm giữa bạn và họ, thì trong tâm tư của họ về phía bạn ấy và về mối quan hệ này, thì mình thấy là họ nghĩ cho tương lai nhiều. Họ xem xét bạn có phải là một người phù hợp để đi đường dài không, bạn có thực sự đủ hoàn hảo trong cái vòng tiêu chí của họ không. Ở đây có Queen of Wands. Với Queen of Wands á, thì mình cảm thấy cái sự chín chắn trưởng thành trong cái suy nghĩ của họ về phía bạn và tâm tư của họ về phía bạn ấy, nó cũng sẽ nghiêng nhiều về những cái sự đam mê, sức hút, cái sự lãng mạn, cái sự nhìn vào những cái gì mà bạn đã đạt được, bạn đã làm được. Và thú thực thì mình thấy họ đánh giá bạn khá là cao. Một cái điều mà mình cảm thấy ở đây đó là họ thấy bạn là một đối tượng khá là hoàn hảo, phù hợp luôn rồi. Bởi vì Queen of Wands là một người phụ nữ mà rất là giỏi về công việc của mình. Họ cũng là một người phụ nữ rất là đẹp và một người trưởng thành, có kinh nghiệm, có trải nghiệm, có học thức đàng hoàng. Nên là mình thấy ở đây gần như là bạn phải nói là đối tượng mà họ ưu tiên hàng đầu để lựa chọn. Và không phải là họ không có đối tượng khác, nhưng là họ tập trung vào bạn nhiều. Và ở đây á, thực ra mình thấy là bây giờ cái sự tiến về tình cảm của họ, về cái hành động tình cảm của họ về phía bạn, nó không có nhiều, nó có vẻ là hơi hời hợt, chậm chạp. Và chủ yếu mình thấy ở đây họ quan sát bạn rất là nhiều. Và ở đây có kỵ sĩ gậy, cảm giác của mình đó là cái mối quan hệ này nó bắt đầu có những cái sự chênh lệch về cái hành động. Một bên có thể là chủ động nhiều hơn, thả thính nhiều hơn, nhưng một bên á, thì kiểu vẫn hơi bị lặng và như kiểu là hơi lơ đi ấy. Thực ra mình thấy rằng họ muốn tiến về phía bạn cực, nhưng mà mình nói rồi, các bạn phải vượt qua một cái ranh giới nào đó. Cảm giác giống như là cái chàng kỵ sĩ này, chàng đấy mà muốn đến cầu hôn cái bà nữ hoàng này á, thì chàng đấy phải vượt qua một cái thử thách nào đó. Nó khá là cam go và nó cũng yêu cầu cái chàng kỵ sĩ này phải đánh đổi. Cho nên là cái người này á, ở thời điểm hiện tại, họ vẫn đang suy xét và tính cái đường làm sao để mà họ có thể chinh phục được cái bà hoàng này, có được cái bà hoàng này. Chàng kỵ sĩ này nhất định là chàng đấy ấy sẽ không có bỏ cuộc đâu. Chàng đấy chỉ là đang tính để làm sao mà nó có thể là đâu vào đấy á, cảm giác là kiểu tính để mà chỗ này nó ổn, chỗ kia nó cũng ổn, chứ không phải là mình phải đánh cái đổi cái này để mất cái kia, mà mình sẽ có hết, mình sẽ ôm được hết, không bị mất cái gì cả. Cảm nhận của mình ở đây đó là tâm tư của họ về phía bạn thì thực ra họ cũng đã rõ rồi, rõ trong lòng họ là trong lòng họ nhìn thấy cái định mệnh của cả hai, trong lòng họ nhìn thấy là cái sự tự do linh hồn giữa cả hai bạn. Các bạn không bị ngăn cản, ràng buộc bởi bất kỳ điều gì mà các bạn có thể đến được với nhau ở mặt linh hồn. Các bạn đồng điệu với nhau về mặt linh hồn, nhưng ở cái thực tại này, các bạn được sinh ra, các bạn được gặp gỡ nhau dưới cái vỏ bọc là hai con người mang hai địa vị có thể là khác nhau, có thể là chênh lệch nhau, cho nên rằng là nó tạo cho cả hai người những cái sự đắn đo, những cái sức mạnh để các bạn có thể tự thôi thúc, để mình có thể tiến đến tình yêu, để mình có thể thực sự mạnh mẽ lựa chọn tình yêu, tiến đến với cái tình yêu của mình,
hay đơn giản là mình sẽ dừng lại, mình sẽ thôi bỏ cái hành trình này, kiểu vậy. Nó đòi hỏi cả hai rất là nhiều những cái sức mạnh bên trong, và người này họ đã hiểu cái bài học này, họ đã nhận diện được nó và họ đang có quyết tâm, họ có ý chí để có thể làm, và mình thấy họ sẵn sàng cái tinh thần chiến đấu bất diệt. Dù là ở thời điểm hiện tại, nếu như mà bạn có nhiều đối tượng theo đuổi bạn, họ sẵn sàng chiến đấu, họ sẵn sàng cạnh tranh. Và mình thấy ở đây tâm tư của họ về phía bạn, quả thực là họ đã nhận diện được bạn là soulmate của họ. Cái hình ảnh của Two of Cups này á, nó giống như một lễ cưới á, và cái sợi dây này nó đã gắn kết cả hai người lại với nhau. Cảm nhận của mình đó là họ biết bạn là người mà có thể kết nối với họ, có thể kết hôn với họ. Cảm giác ở đây cái dây này giống như là kiểu cha xứ đã gắn cái tay của hai người, đã buộc hai tay hai người lại với nhau rồi, thì không thể tách rời, thì không thể phân ly, kiểu vậy. Cho nên là mình thấy rằng là họ đã nhìn nhận được cái kết nối của cả hai người, không thể cắt được, không thể tách rời được, và các bạn là thuộc về nhau, các bạn là dành cho nhau. Mình thấy ở đây á, đó là người này á, mặc dù là tình cảm của họ dành cho bạn nhiều cực, họ cũng nghĩ về bạn nhiều lắm, nhưng mà mình thấy là họ không có trói buộc cái mối quan hệ này đâu. Họ không để cho mình bị giam mình trong mối quan hệ này, họ tự do trong cái mối quan hệ này. Họ biết được là bởi vì các bạn đã được định mệnh, số phận sắp đặt ở đây rồi, cho nên là các bạn sẽ không thể nào thoát ra khỏi nhau, các bạn sẽ không thể nào mà đánh mất nhau được. Bởi vì nó đã sắp đặt ở đó rồi, thì cái gì là của mình vẫn sẽ là của mình, cái gì thuộc về mình nó sẽ đi một vòng rồi, dù thế nào nó vẫn quay lại về với mình mà thôi. Cho nên mình thấy là cái người này họ rất là thoải mái trong cái tình cảm với bạn. Họ không vội vàng để tiến về phía bạn, họ cứ tập trung cho cái công việc của họ. Và mình thấy rằng là nhờ cái chuyện tình cảm với bạn ấy, thì cái người này họ cũng tạo ra được rất là nhiều cái sự sáng tạo, những cái sự đột phá trong công việc của họ. Họ có động lực để làm việc hơn, và họ có thể có những cái ý tưởng nó mang tính đưa đến cho họ được nhiều những cái kết quả, nó mang tính thành công, tích cực, đáng ghi nhận nha. Dù thế nào đi chăng nữa ấy, thì chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận được là họ có dành tình cảm với bạn. Nếu như mà các bạn gặp gỡ nhau, có thể bây giờ bạn sẽ cảm nhận được cái sự lạ lạ, có không còn như xưa nữa. Có thể bất chợt các bạn lại thích nhau, các bạn lại để ý nhau, mặc dù là trước đây các bạn không hề chú ý tới nhau. Có thể là các bạn cũng coi nhau như người dưng bình thường thôi, không có quá nhiều cái điểm đặc biệt, kiểu như là biết nhau thôi ấy. Và bây giờ ấy thì thực ra mình cảm nhận được là dù thế nào bạn cũng sẽ thấy là họ lúng túng với bạn, bởi vì là trong lòng họ ấy nó đã có những cái hạt mầm của tình cảm ở đây rồi. Và mình cũng thấy ở đây á, nếu như mà các bạn hỏi về là một người cũ của bạn ấy, thì trải bài này hoàn toàn không có phù hợp với các bạn một chút nào. Bởi vì thú thực là mình thấy đây là một mối quan hệ mà các bạn chưa từng gây tổn thương cho nhau. Mình thấy các bạn sẵn sàng có thể yêu thêm một lần nữa, các bạn có thể sẵn sàng để có thể đến bên cạnh nhau. Chẳng qua là ở cái thời điểm hiện tại, nó vẫn có một chút cái sự ái ngại rụt rè bên trong các bạn thôi. Nhưng mình thấy là các bạn hoàn toàn thoải mái với mối quan hệ này, chứ chưa thấy cái sự gì là cái sự đạp lên nhau, cái sự tổn thương nhau, cái sự ám ảnh vào nhau. Và mình thấy ở đây á, đó là cái mối quan hệ này là một mối quan hệ mà mình cảm nhận được cái sự vui vẻ. Nó mang tính kiểu dễ thương một chút, nó mang tính kiểu e dè một chút, e ngại một chút. Nhưng mà nó cũng không phải là một mối quan hệ mà nó quá là trẻ con, chưa có nhiều cái trải nghiệm. Bản chất ở đây cả hai người, đặc biệt là người nam trong cái mối quan hệ này, sẽ là một người có một cái sự cương nghị nhất định, cái sự cứng rắn nhất định, có thể làm được bờ vai để cho người phụ nữ của mình dựa vào. Và nếu như bạn xem trải bài này là LGBT thì mình sẽ phân biệt theo dạng năng lượng nam và năng lượng nữ nha. Và cái mối quan hệ này là một mối quan hệ mà các bạn được bảo vệ. Mối quan hệ này là một mối quan hệ mà những vị thần, những vị angel đang cố gắng,
để làm sạch tất cả những cái chướng ngại trên cái bước đường mà các bạn đến được với nhau. Họ bảo vệ cái mối quan hệ này, họ hướng dẫn cho các bạn và các bạn đừng có vội vàng làm gì cả, bởi vì thực ra năng lượng của kỵ sĩ á, nó đã rất là nhanh rồi. Nó đã hùng hục rồi, cho nên là mối quan hệ này là một mối quan hệ mà các bạn cố gắng để bình tĩnh một chút. Cứ thư thái đi ha, nới lỏng mọi thứ ra. Bạn cứ giữ được cái sự thư thái nới lỏng á thì tự khắc là cái mối quan hệ này á nó sẽ rất là hanh thông cho các bạn. Các bạn sẽ dần dần đến được với nhau, các bạn sẽ dần dần phá bỏ đi cái rào cản, bởi vì các bạn từ tình bạn các bạn xây dựng lên thành tình yêu, nó có một cái sự đảm bảo vững chắc cho các bạn, đó là các bạn đã từng là bạn của nhau. Mối quan hệ này chắc chắn sẽ có thể đi xa hơn. Các bạn đã là thầy trò của nhau. Thì nếu các bạn không vướng bận gì, các bạn không có một cái rào cản gì mang tính đạo đức, thì các bạn vẫn có thể đến được với nhau. Không có nghĩa rằng là chúng ta có sự chênh lệch quá lớn mà chúng ta không thể bước đến bên cạnh nhau, trong khi là cái trái tim của chúng ta đang hướng về nhau như vậy. Và ở đây thực ra mình thấy có thể là có tình cô trò luôn đấy nha. Cho nên là cũng khá là thú vị. Nó có cái gì đó nó mang tính hơi đặc biệt trong những cái mối quan hệ tình cảm. Và mình cũng có ở đây Goddess Appreciation. Nên là dù thế nào mối quan hệ này cũng sẽ có những cái sự thay đổi, chuyển hóa. Nó sẽ có những cái bước ngoặt để cho các bạn có thể đến bên cạnh nhau. Và mặc dù là ở thời điểm hiện tại các bạn đang im lặng, các bạn đang ngắt kết nối, nhưng cái thời điểm này là cái thời điểm cần thiết để các bạn chuẩn bị đón một cái chương mới trong cái hành trình của cả hai và trong cái câu chuyện của các bạn ấy. Thì nha, các bạn vẫn luôn được bảo vệ mà, các bạn vẫn luôn được che chở, hướng dẫn. Và trước khi mà mọi thứ nó có một cái sự chuyển biến rõ ràng cho bạn thì chắc chắn nó sẽ có một cái giai đoạn mà bạn tưởng chừng như nó khép lại mọi thứ, nó bị đọng mọi thứ và không có cái gì nó thay đổi, nó chuyển biến cả. Thì chính vào những cái giai đoạn đấy, cái điều chúng ta cần không phải là hành động, không phải là rối loạn lên, mà chúng ta cần là bình tĩnh. Và bạn biết không, bạn không có được cái điều này, nhưng họ đã có được rồi. Họ đã có được, họ có được cái sự tĩnh lặng, họ có được cái sự bình tĩnh. Và trong cái mối quan hệ này, hoàn toàn là họ ở một cái năng lượng rằng họ có thể cảm nhận được, họ thư thái xuôi theo dòng, xuôi theo cái dòng chảy của định mệnh, của số phận. Bởi vì thực ra họ biết rằng là dù thế nào các bạn đã là dành cho nhau rồi, nên họ không có một cái năng lượng để mà quá mưu cầu mối quan hệ này. Nó hoàn toàn không tạo ra một cái vật cản cho mối quan hệ này. Nhưng bạn có thể là bối rối một chút, bạn có thể là cảm thấy nghi ngại một chút. Cho nên là có thể chính năng lượng của bạn ấy nó lại khiến cho cái mối quan hệ này nó bị lắng đọng một chút và nó cần nhiều thời gian để mà nó phát triển, để mà những thiên thần, những vị thần họ có thể dọn dẹp đi. Bởi vì khi mà bạn lúng túng, khi bạn nghi ngờ, bạn tạo ra cái vật cản trên cái con đường hai người đến với nhau thì buộc những vị thần, những người bảo hộ cho cái mối quan hệ này họ phải giống như là đi dọn đường ấy. Mày cứ tạo ra rào cản rồi bắt tao dọn, rồi mày lại than rằng là sao cái mối quan hệ này đến bên cạnh mày lâu vậy. Rồi chính vì cái suy nghĩ đấy của mày nên tao lại phải tiếp tục đi dọn, tao đến phát mệt với mày luôn. Cho nên là ở cái thời điểm hiện tại á, các bạn cứ bình tĩnh ha. Hãy xem xét lại xem mình còn có vấn đề gì không. Tear up sẽ thấy rằng là bạn có thể là vẫn còn những cái nỗi buồn ở bên trong, những cái sự cô đơn, những cái sự trống trải bên trong, những cái vấn đề mà mình cần phải chữa lành, mình cần phải làm sạch. Hãy làm sao đó biến những cái giọt nước mắt của bạn thành những cái viên ngọc châu quý, những cái viên kim cương đáng giá, đáng để mà có thể nâng niu, và đừng để cho những giọt nước mắt của bạn chỉ là dư thừa, chỉ là hư hao ha. Và bạn biết không á, tất cả những cái điều mà bạn cần đó là ở cái thời điểm này bạn sẽ thực sự nhận diện được cái sự phát triển về mặt tâm linh của bạn. Các bạn sẽ thực sự có những cái sự tỉnh thức, ngọn đuốc ở đây, nhà cái sự bảo hộ ở đây, cái sự bảo vệ ở đây. Bạn đã có hai lá, nó thể hiện cho cái việc là những cái vị thần, những vị angel họ luôn ở bên cạnh bạn để họ che chở cho bạn, họ bảo vệ cái mối quan hệ này. Thì bạn còn lo cái gì nữa?
Ganesha là một vị thần trong Ấn Độ giáo đấy, Hindu giáo. Đây là một vị thần khá là toàn năng, có năng lượng bảo vệ che chở, và bạn yên tâm, vị thần này đã gia hộ cho cái mối quan hệ này. Tất cả những linh hồn hướng dẫn, những đội nhóm gia đình ánh sáng của các bạn đang che chở, đang giúp đỡ cho bạn trong cái việc đi đến với người này. Và bạn chỉ cần tĩnh lặng, bạn chỉ cần phát triển cái hành trình riêng của bạn, bạn chỉ cần nhận diện được là ở cái bài học này mình cần hiểu ra cái điều gì, mình cần tỉnh thức, mình cần giác ngộ chỗ nào, vậy thôi. Và rồi khi mà bạn hiểu ra được cái giá trị của những nỗi đau, những giọt nước mắt mà bạn đã rơi trước đây, nó đến tại sao, giá trị của nó như thế nào, thì rồi á, mối quan hệ này nó sẽ tự khắc được đưa tới cho bạn một cách tự nhiên và tràn đầy yêu thương. Và đó là thông điệp cho tụ số 2. Cảm ơn tụ số 2 rất là nhiều và hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nhé. Bye bye mọi người ha. Viên đá của tụ số 3 nhé. Tụ số 3 với chủ đề đó là ngắt kết nối tâm tư của họ lúc này. Đầu tiên có lá Whips và thứ hai đó là lá House. Hai lá này cho thấy rằng là thực ra ở cái thời điểm hiện tại cuộc sống của họ nó đang có một chút cái trở ngại liên quan đến cái gia đình của họ. Gia đình của họ có thể gặp một chút cái vấn đề, có thể có những cái sự cãi vã, tranh cãi, những buổi thảo luận, những buổi nói chuyện mà nó hơi căng thẳng. Thì thành ra họ cũng không có quá nhiều tâm tư về phía bạn, để nói chuyện về phía bạn và nghĩ nhiều về bạn. Ở đây nếu như mà bạn là một người mà bạn có quan hệ với một người, họ đã có một mối quan hệ rồi, họ đã có gia đình rồi, hoặc là bạn đang cảm thấy bản thân mình có tác động liên quan đến gia đình của họ. Mình thấy ở đây đó là ở thời điểm hiện tại họ không có còn muốn kết nối với bạn, họ đang muốn tách mình ra khỏi bạn. Bởi vì là mình cảm thấy ở đây cả hai bên đang khiến cho họ rất là mệt mỏi và phải nghĩ rất là nhiều. Có những cái sự nói chuyện cãi vã nó không đem đến một cái kết quả gì, nó mang tính tích cực, nó mang tính hóa giải cái tình trạng này, mà nó chỉ khiến cho cái người này cảm thấy căng thẳng hơn mà thôi. Mình cũng thấy ở đây á, đó là thực ra nếu như bạn là người thứ ba trong cái câu chuyện này, người này đã có gia đình, thì thú thực là cái bản tính của họ á, bạn không thể thay đổi được. Họ có thể sẵn sàng phản bội gia đình của họ để đi theo bạn, thì chắc chắn họ vẫn còn những cái sự lựa chọn khác ngoài bạn. Còn nếu như mà trong cái trải bài này các bạn chọn, các bạn không phải là một người thứ ba, các bạn đang quen một người rất là bình thường và ở thời điểm hiện tại các bạn đang ngắt kết nối ấy, thì mình thấy là thực ra cái người này á, họ cũng như thế, họ cũng không có muốn nói chuyện với bạn quá nhiều, kết nối lại với bạn ngay lúc này. Bởi vì mình thấy rằng cái người này họ có nhiều cái sự lựa chọn ngoài bạn, chứ không phải riêng gì bạn. Và thú thực là các bạn là ai trong cái câu chuyện này, thì mình cảm nhận được đó là cái người này, cái người bạn hỏi tới, mình cảm thấy rằng là họ đang không có nhìn nhận được cái giá trị bên trong của bạn, mà mình thấy ở đây họ đang nhìn nhận tất cả những cái đối tượng mà họ biết, họ quan sát, họ tiếp xúc bằng những gì mà họ nhìn thấy ở vẻ bề ngoài, bằng những gì mà bên trong cái não bộ của họ ghi nhận được, nhìn nhận ra, chứ không phải là cái con người thực của bạn. Và ở đây có The Lover. Với tất cả những cái trải bài tình yêu thì The Lover luôn là một lá đẹp. Mối quan hệ này cũng là một mối quan hệ đẹp. Nó đẹp bởi vì các bạn có những cái sự đam mê lẫn nhau, các bạn có những sức hút lẫn nhau. Và mình thấy rằng là cái cảm xúc này á, nó đến nhanh và nó cũng nguội nhanh. Thú thực là mình thấy ở đây rằng tâm tư của họ nó sẽ nghiêng về cảm xúc nhiều lắm nha. Là họ thích một người, họ phải cảm thấy người đó có cái sự thú vị, có cái sự cuốn hút với họ. Đây là một điều rất là bình thường. Mình muốn yêu một người thì mình phải cảm thấy có thiện cảm với người đó, đúng không? Nhưng với người này thì mình lại cảm thấy rằng là nếu mà bạn không duy trì được cái cảm giác cho họ là họ cảm thấy bạn luôn thú vị, bạn luôn đổi mới, bạn luôn khác biệt, thì họ sẽ không có dễ dàng để có thể ở bên cạnh bạn lâu. Mình thấy rằng tâm tư của họ lúc này á, chủ yếu là
họ đang vướng bận những cái chuyện riêng tư của họ và họ chưa thực sự giải quyết ổn thỏa, cho nên mình cũng cảm thấy rằng là họ không thể nào cho bạn một cái câu trả lời chắc chắn, và đối với bạn thì họ vẫn có những cái sự do dự tung hứng ở đây. Trong trường hợp mà mình nói các bạn, nếu như các bạn cảm thấy mình là một người thứ ba ấy, thì cái người này có thể họ còn có một người khác nữa, người thứ tư luôn chứ không hẳn chỉ có ba người nữa. Câu chuyện này nó khá là lằng nhằng. Cảm nhận của mình đó là thực ra như lúc nãy mình nói, họ phản bội được gia đình của họ thì họ cũng có thể phản bội được bạn. Cảm giác như là vui qua đường ấy, chỉ là vui chơi thôi. Còn nếu bạn không phải là một người thứ ba, bạn là một người mà bạn quen người này rất là bình thường ấy, thì mình thấy là bản chất ở thời điểm hiện tại người này cũng đang có những cái sự lựa chọn khác ngoài bạn, và họ cũng đang lưỡng lự không biết là chọn cái đồng xu nào, chọn ai là người phù hợp với mình. Mình thấy họ vẫn đang tung hứng cả hai, mình thấy họ vẫn đang lưỡng lự, họ chưa đưa ra được quyết định, mặc dù là họ đang ở trên cái bờ vực của việc là họ phải đưa ra quyết định. Nhưng mình thấy họ không có rõ về cái tình cảm bên trong của mình. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất họ chỉ nhìn, họ chỉ cảm nhận tình cảm ở mặt bên ngoài, ở những cái điều nó mang tính cơ bản nhất của một cái con người hoang dã nhất, chứ không phải là những cái kết nối tâm linh sâu sắc, những cái kết nối nó đánh vào cái cảm nhận thực sự của trái tim. Mình thấy ở đây có chín gậy, người này luôn có xu hướng bảo vệ bản thân mình. Tại sao họ không có chắc chắn về bất kỳ đối tượng nào? Họ không có thực sự dùng tất cả cái tình yêu từ chính bên trong trái tim của họ trao cho bất kỳ ai. Đó là bởi vì họ sợ yêu rồi sẽ đau, yêu rồi sẽ tổn thương. Khi mà mình yêu, mình dám cho mình thực sự dùng cái trái tim của mình để có thể cảm nhận tình yêu, mình sẽ có hai cái kết quả có thể diễn ra. Một là mình phải chịu tổn thương và mình sẽ học được bài học. Hai, đó là mình sẽ gặp được cái người, kết nối được với cái người mà giữa cả hai thực sự là yêu về mặt linh hồn, yêu cái tình yêu vô điều kiện với nhau. Và đây, người này đã từng có những cái khoảng thời gian hay là những cái trải nghiệm mà nó có thể là không được vui vẻ về chuyện tình cảm. Vậy nên họ vẫn mang cái dư chấn của những kỷ niệm, những cái ám ảnh trong quá khứ đó, những cái trải nghiệm mà họ biết, họ trải qua, họ mang theo đến bây giờ. Cho nên là họ không có tin tưởng vào tình yêu, họ chẳng tin tưởng vào ai, bản thân họ còn chẳng tin tưởng vào những cái quyết định của họ, thì làm sao mà họ có thể đưa đến cho bạn cái sự chắc chắn, một cái quyết định rõ ràng. Mình thấy ở đây các bạn có encourage, tức là mình thấy rằng bạn là người mà có thể là luôn động viên hỗ trợ họ, bạn luôn dành cho họ những cái sự yêu thương, cái sự truyền cảm hứng, truyền động lực để họ đi lên. Chính vì cái điều đó ấy, cho nên là họ cũng cảm thấy một phần nào đó cái sự lưỡng lự, cái sự không đưa ra được quyết định là bởi vì bạn có một cái điểm tốt riêng của bạn, và những cái đối tượng khác của họ thì cũng có những cái điểm tốt riêng của họ, và họ không biết là lựa chọn cái đối tượng nào sẽ là cái đối tượng mà có thể phù hợp với họ. Tâm tư của họ lúc này nó đang rối bời, nó đang bị quá tải, nó đang bị bế tắc, cảm giác giống như là nó muốn nổ tung vậy. Nhưng mà mình cũng thấy là thực ra mọi thứ rất là dễ để giải quyết. Họ có thể thực sự đi về cái sự tĩnh lặng bên trong họ để họ có thể thực sự nhìn nhận lại mọi thứ và đưa ra quyết định cho mình. Nhưng mình lại thấy rằng họ không hề làm như thế. Họ lại sợ tiếc, mất cái này thì sợ tiếc cái kia, mất cái kia thì sợ tiếc cái này. Cảm giác rằng là họ đang thực sự tức giận với chính bản thân họ, tức giận với những cái sự tuyệt vọng trong những cái sự lựa chọn, sự đưa ra quyết định của họ. Họ không biết phải làm sao cả. Họ kiểu mình thấy là họ đang khó chịu với tất cả mọi thứ, mọi người xung quanh. Năng lượng cảm thấy rất là uất ức, rất là bừng cháy, rất là nhiều nỗi giận, nhiều cái sự tiêu cực nặng nề. Cái từ mà mình có thể dùng ở đây đó là khó ở đấy, kiểu vậy. Và cảm nhận là mình không muốn dây vào, bởi vì là để cho họ đi, để cho họ yên thì họ sẽ có thể tự bình tĩnh lại.
Chứ nếu bây giờ mình cứ nhảy sồ sồ vào thì nó chỉ khiến cho cái vấn đề của họ nó được phát tác ra, nó được bung tỏa ra và mình sẽ là người hứng chọn những cái cơn giận của họ mà thôi. Và trong cái tâm tư của họ lúc này về phía bạn, mình thấy rằng là bạn tạm ngưng cái kết nối với họ lúc này chính là một cái quyết định nó khá là tốt và đúng đắn. Bởi vì là khi mà bạn ngưng với họ là lúc mà họ phải thực sự quyết định rằng họ có thực sự là muốn bạn không, tình yêu của họ có đủ lớn để có thể tìm về bạn không. Và ở đây ấy, mình thấy rằng là mối quan hệ này là một mối quan hệ mà quả thực các bạn nên chọn cái sự tĩnh lặng bên trong bản thân mình, các bạn nên chọn cái sự bình yên bên trong bản thân mình. Làm sao mà nếu bạn bên cạnh người này, bạn có một cái cuộc sống bình yên, bạn có một cái tâm trạng thư thái, một cái tâm tĩnh ở bên trong, cái thánh địa bên trong của bạn được lặng, được ổn định, giống như là kiểu mà bạn đang thiền vậy, không có những cái chất thải của những điều độc hại nó ảnh hưởng đến khu vườn của bạn, không có những điều tiêu cực nó có thể xâm lấn vào ngôi đền linh thiêng bên trong bạn, thì bạn mới thực sự hạnh phúc. Giá trị của cái mối quan hệ này chính là việc cần bạn nhìn nhận vào cái ngôi đền bên trong của bạn, cái khu vườn tĩnh lặng bên trong bạn. Bạn chọn cái sự tĩnh lặng của bạn hay bạn chọn một cái mối quan hệ drama như thế này? Mối quan hệ này nó không yêu cầu bạn rằng là bạn phải chọn nó. Mối quan hệ này đến để yêu cầu bạn chọn sự tĩnh lặng của chính bản thân mình. Dù là bạn có là một vai trò nào trong những cái câu chuyện này, dù bạn có đã gây ra lỗi lầm gì hay bạn chẳng làm gì, họ gây ra lỗi lầm gì, tất cả mọi thứ nó đều không còn quan trọng nữa rồi. Tâm tư của họ về phía bạn không chắc, không vững, bạn chỉ là một sự lựa chọn. Tâm tư của họ về phía bạn quả thực, họ nhìn bạn, họ sẽ tìm kiếm cái lợi ích cho họ. Họ nhìn bạn, họ chỉ nhìn những cái bên ngoài của bạn, họ không nhìn vào cái tâm bên trong của bạn, những cái điều sâu lắng mà nỗi lòng của bạn đang ôm. Thì bạn có chắc rằng họ sẽ khiến cho cái trái tim sâu thẳm bên trong bạn cảm thấy được bình yên, được hạnh phúc? Bởi vì một người mà rối loạn như thế này ấy, thì chắc chắn bên trong tâm của họ không thể tĩnh lặng được. Một người mà rối loạn như thế này thì họ cũng chắc chắn rằng không thể đem đến cái sự tĩnh lặng cho bạn. Bạn đang giữ được cái sự tĩnh lặng cho mình. Nếu như bạn cảm thấy rằng bạn thoát ly được ra khỏi cái mối quan hệ này, tất cả những điều bạn trải qua nó sẽ là một cái kinh nghiệm quý giá cho bạn về sau này. Bạn sẽ thực sự có thể gặp được cái người mà họ đem đến cho bạn cái kết nối từ sâu bên trong linh hồn của bạn, kết nối thực sự với cảm xúc của bạn. Và đã đến lúc để mà bạn có thể thực sự kết nối lại với cái cảm xúc của mình, với linh hồn của mình, để nhìn nhận được là thực ra những cái giọt nước mắt bạn rơi ấy, nó có đáng không? Những cái giọt nước mắt của bạn rơi ấy, nó có được trân quý giống như những viên ngọc ở đây không? Trong cái mối quan hệ này không? Hay là nước mắt bạn cứ rơi, rồi bạn chẳng nhận được gì? Bạn chỉ nhận được rằng là ở nước mắt bạn là một cái sự lãng phí, một cái sự phung phí, một cái sự không giá trị trong cái tình huống này. Nó chẳng có một cái sức mạnh nào để có thể giữ chân người này cả. Đã đến lúc để mà bạn thực sự mạnh mẽ lựa chọn cho mình cái đường đi làm sao mà nó phù hợp cho chính bản thân bạn. Mình không khuyến khích bạn là phải từ bỏ mối quan hệ này. Cái đấy là cái ý chí tự do riêng của bạn. Nhưng với cái trải bài này thì nó khuyến khích bạn đó là chọn cái sự bình yên của chính bản thân bạn. Có cảm nhận được những cái năng lượng mà trải bài đang yêu cầu bạn hay không? Đó còn tùy thuộc vào cái hành trình riêng của mỗi người. Đây chỉ là trải bài chung. Và cũng phải nhắc lại rằng là có thể á, nhiều bạn, các bạn nghe, các bạn phải lựa chọn dừng lại. Nhưng chắc chắn bên trong cái trái tim của bạn, nó sẽ không cảm thấy cam tâm, nó không có tình nguyện đâu. Nên là dù thế nào ấy, thì mình cũng phải tùy vào mỗi hành trình của mỗi cá nhân. Đến đúng cái thời điểm các bạn cần rời đi, các bạn sẽ tự động có thể rời đi. Đến đúng cái thời điểm các bạn nhận ra rằng tất cả những cái giọt nước mắt của bạn ấy, nó là một cái viên châu sa, một viên ngọc quý, thì các bạn sẽ biết nâng niu nó, các bạn sẽ không để nó rơi một cách lãng phí nữa.
với lá Sirius trong bộ Thiên Liếp ấy, thì nó cho thấy rằng các bạn có một cái sự thất vọng về một số chuyện trong cái cuộc sống của mình, nhưng mà nó không nói về cái vấn đề gì hết. Thì đến lá Flutes, thì cái lá Flutes này á, thì nó lại cho thấy rằng cái sự thất vọng của các bạn ấy, nó lại liên quan đến tình bạn của bạn, người bạn của bạn, hoặc là người yêu của bạn. Thì mình thấy thế nào bạn cũng thất vọng về cái người này rồi, bởi vì trải bài của chúng ta là liên quan đến tình cảm mà. Cho nên mình thấy rằng có thể là bạn đã cảm thấy đủ đủ với mối quan hệ này, cảm giác là nó không được trân trọng. Cái hình ảnh cây kéo này á, cái cây kéo này để trên cái bàn này, nhưng mà cái tay cầm của nó, tại vì không có được dùng, không có được mài giũa, không có được chăm chút đấy, cho nên là nó đang bị mòn đi rồi, nó bị hư đi rồi đấy, nó bị cũ đi nhá. Nên là mình thấy cái mối quan hệ này cũng thế, nó không có được chăm chút, nó không có được quan tâm, nó không có được yêu thương, cho nên là nó không có được hồi sinh, nó không được phát triển, nó cứ héo úa, nó cứ tàn lụi đi. Người thì cứ cố gắng ngồi chờ, người thì cứ lưỡng lự không đưa ra quyết định, cứ vờn vờn giống như mèo đuổi chuột vậy. Làm sao mà hạnh phúc được, làm sao mà vui vẻ được. Và đến cuối cùng quyết định vẫn là ở bạn. Tâm tư của họ về phía bạn thì không đảm bảo sự chắc chắn, còn tâm tư của bạn về phía họ thì lại đầy rẫy sự hy vọng. Mình thấy bạn vẫn còn muốn cố cho cái mối quan hệ này lắm, mình thấy bạn vẫn muốn chờ họ lắm. Nhưng mà với trải bài này thì mình thấy tương lai nó không được khả thi nha, và quyết định cuối cùng vẫn là nằm ở bạn. Đó là tất cả những gì mình có thể đem đến cho trải bài của tủ số 3. Cảm ơn tủ số 3 rất là nhiều, và hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nhé. Bye bye mọi người ha. Viên đá của tủ số 4 nhé. Viên đá này nó cũng khá là trong đấy. Tủ số 4 với chủ đề đó là mắt kết nối tâm tư của họ lúc này. Tụ số 4 ở đây các bạn có Gentleman, các bạn có Sun, có vẻ khá là tích cực. Đây là một tụ mà khởi đầu mình cảm thấy là lên hương nhất. Mình đọc đến đây là tụ cuối cùng nhưng mà mình cảm thấy vui nhất ấy, cảm thấy thoải mái nhất. Thực ra tụ này là tụ mà mình thấy lên năng lượng rồi này. Trời ơi, nãy giờ ba tụ mình thấy hơi hẹo luôn, cảm thấy nó hơi buồn, hơi hơi dịu dịu á. Thì đến tụ này mình cảm thấy rằng là nó ổn hơn, năng lượng của mình nó được bứt phá, nó làm một cái gì đó thay đổi ngoạn mục. Tụ này mình thấy là tâm tư của họ thế nào, tâm tư của họ bên trong ấy thì vẫn đang có nỗi sợ, họ vẫn đang phải đối diện với những cái vấn đề của họ, nỗi sợ của họ. Và khi mà họ đối diện với bóng tối của họ ấy thì cảm nhận của mình đó là họ biết họ có vấn đề, họ biết họ có vấn đề nên họ phải đối diện, họ vẫn phải xử lý. Nhưng mà mình thấy là cái người này họ có một cái cách xử lý nó rất là thông minh khéo léo, nó là một cái cách xử lý mà mình thấy rằng là nó mang tính logic, nó hơi chậm, nó kiểu không được linh hoạt lắm. Nhưng mà mình thấy rằng là cái cách xử lý của họ nó rất là vững, bởi vì lá The Star Outside này ấy, trong cái bộ tarot truyền thống thì nó là lá The Devil. Lá The Devil chính là lá mà nó đại diện cho cung Market, mà cung Market là một cung mà nó có cái tính dập khuôn truyền thống, nó có tính kiểu quy củ, nó là cung đất mà, cho nên nó hơi chậm. Nên là mình thấy rằng là dù thế nào ấy thì người này á, họ biết họ có vấn đề gì, và trong tình yêu họ cũng là một người mà cũng khá là trọng tình, khá là kiểu lụy tình ấy, cũng cũng hơi kiểu vậy. Nên là mình thấy rằng là những cái mối quan hệ cũ của họ nó để lại tổn thương cho họ, thì họ đã xử lý một thời gian rồi, họ đã xử lý rất là lâu rồi, nhưng mình thấy rằng là họ vẫn cần thời gian, họ vẫn cần thời gian để họ xử lý tiếp. Và mình thấy là họ đang làm rất là tốt, họ đang tự chủ kiểm soát được cái cảm xúc của họ, những cái vấn đề của họ. Và nếu như mà bạn là người nữ họ cái trải bài này á, và đối tượng của bạn là nam, năng lượng nam, thì cái năng lượng nam trong cái tụ bài này các bạn đang làm rất là tốt. Tụ cái năng lượng nam ở trong tụ này á đang thực sự là chuyển mình sang một cái chương mới, và đi theo cái chiều hướng là từ từ, vững chắc, vững bền, và nó lên đều á, nó không có phải là quá nhanh, quá chậm hay là nó quá dần dật, nhưng mà nó đủ, nó đều, nó ổn định, nó chắc chắn. Mình cảm thấy rằng ở đây có ba xu cho thấy rằng là tâm tư của họ lúc này có vẻ như là họ vẫn đang cố gắng để mà tập trung tâm tư của mình vào vấn đề công việc, học tập, tiền bạc. Đặc biệt là có thể họ mới bắt đầu một cái công việc, dự án, một cái việc học nào đó,
mới. Nên là mình thấy rằng là họ vẫn đang nỗ lực rất là nhiều, chăm chỉ, cần mẫn. À, cung market cũng là một cung rất là yêu công việc đấy, nó nổi tiếng luôn rồi. Cho nên là mình thấy rằng cái người này là một người mà họ là người mà biết cân bằng giữa cái chuyện tình cảm và chuyện công việc, chuyện cá nhân của mình. Họ không để tình cảm của họ xen lẫn vào chuyện cá nhân. Và trong cái tâm tư của họ ấy, đó là khi mà họ không có làm việc thì chắc chắn họ sẽ có cái sự đối diện với nỗi sợ của họ, những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện giữa bạn và họ. Nhưng nếu như mà họ làm việc á, thì họ sẽ toàn tâm toàn ý để làm việc. Một cái năng lượng rất là đỉnh cao. Ở đây có 9 xu. 9 xu cho thấy rằng là năng lượng của họ là đang rất là ổn định, chắc chắn, vui vẻ, mạnh mẽ, hạnh phúc, sung túc, đủ đầy. 9 xu chính là hình ảnh của một người mà cái bà này là bà độc thân đấy, nhưng mà bà giàu có, bà cảm thấy đủ đầy, hạnh phúc, trọn vẹn với những gì bà có. 9 xu đem đến cái hình ảnh của một người độc thân vui tính, độc thân dễ thương, độc thân giàu sụ luôn, kiểu đại gia đấy, nhưng mà đại gia độc thân. Và người này đang có cái năng lượng này. Ở đây có Queen of Pentacles cho thấy rằng là họ đang có những cái thành công rất là vượt trội trong cái hành trình của họ. Và những cái thành công này á, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, họ được ghi nhận, họ được công nhận, họ được nhìn thấy những cái nỗ lực mà họ đã cố gắng từ trước tới nay. Mình thấy người này còn là một người rất là trung thành nữa cơ, rất là trung thực nữa. Nên là mình thấy tất cả những cái thành công này đến ấy, nó đều xứng đáng với họ. Và bây giờ cái tâm tư của họ ấy, đang muốn cố gắng để có thể đưa cái công việc mình được càng ngày càng phát triển hơn, được tốt lên, và ít nhất á, là giữ vững cái sự ổn định ở cái thời điểm hiện tại, chứ không để nó bị rơi rớt, chứ không để nó bị bấp bênh như trước đây nữa. Mình thấy rằng cái người này nghĩ cho tương lai nhiều lắm. Họ là người cầu tiến vô cùng, một người có ý chí rất là mạnh mẽ, kiên định, kiên cường. Thực ra với cái năng lượng của Hoàng hậu Su ở đây ấy, thì mình thấy rằng là trước đây thì họ đều rất là vất vả rồi. Họ vất vả cực kỳ mới có được cái ngày hôm nay, cho nên là cũng không dễ gì để mà nói rằng họ sẽ bỏ tất cả mọi thứ xuống để mà có thể chạy theo một cái gì đó gọi là tình cảm, gọi là cảm xúc. Không phải ha, người này á, mặc dù họ cũng có cái trái tim đầy yêu thương, bởi vì có kỵ sĩ kiếm ở đây. Kỵ sĩ kiếm chính là đại diện của cung song tử, mà cung song tử là một trong những cung mà nó yêu nó cũng rất là trung tình nha. Nó đã yêu ai thì nó cũng sẽ rất là trung tình chứ không phải là lăng nhăng đâu. Nhưng mà mình thấy là tại vì ở đây Queen of Pentacles và The Devil, The Shadow Side đấy, thì là The Devil đó. Hai năng lượng này á, đều là năng lượng của market. Cho nên là market á, cái chuyện tình cảm á, nó không phải là cái ưu tiên hàng đầu. Mà nếu mà họ đã yêu thì chắc chắn họ sẽ tập trung vào tình yêu rồi. Nhưng mà bây giờ họ vẫn đang muốn tập trung cho công việc mà. Cho nên là tâm tư của họ phần đông á, sẽ là nghiêng nhiều về công việc. Còn phần ít á, họ chắc chắn là nghĩ cho cái tương lai của cái chuyện tình cảm của mình. Họ phải có tiền, họ phải có địa vị, họ phải có danh vọng, họ phải có nhà, họ phải có xe thì họ mới có thể đem đến hạnh phúc cho cái người mà họ yêu. Đó là những gì mà họ nghĩ về chuyện tình cảm của họ. Cho nên là người này họ toàn tâm toàn ý để làm việc. Để làm gì? Họ xây dựng cái nền tảng thật là vững để cái tình cảm của họ ấy, nó vững, nó ổn định. Nó là một cái tình yêu mà nó có cái sự trọn vẹn. Tình yêu của họ không phải là ngồi công viên uống trà mà là đi Hawaii ngắm mặt trời lặn các bạn ơi. Cho nên là phải có tiền. Đó, kiểu vậy đó. Cho nên là để mà nói rằng là cái chuyện tình cảm của họ về phía bạn, năng lượng nam sẽ là năng lượng chủ định cho cái mối quan hệ này, nhưng không có nghĩa là năng lượng nữ các bạn không có chủ định. Ở đây mình thấy là năng lượng nữ các bạn cũng có những cái thành công riêng của các bạn cũng có cái địa vị riêng, có thành công riêng, có những cái trải nghiệm riêng, nó rất là hoành tráng, nó cũng rất là kiểu vất vả. Nhưng mà mình thấy là thực ra ấy, cả hai đều lấy nhau ra làm động lực để cùng phát triển. Và khi ở thời điểm này cả hai ngắt kết nối, không phải là cả hai dừng lại cái cuộc sống của mình, và mình thấy là cả hai cùng lấy cái tấm gương người kia ra để làm động lực mình có thể tiến lên, mình phát triển lên. Các bạn ngưỡng mộ của họ một cái điều nào đó, các bạn cảm thấy rằng mình phải nỗ lực để hoàn hảo hơn, để phù hợp với họ, thì họ cũng thấy cái điều đó y chang ở bạn luôn. Nên là mình thấy là các bạn cứ đua nhau phát triển, các bạn không có nói chuyện với nhau, không có kết nối với nhau, nhưng các bạn lại có một cái tác động rất là tích cực vào cuộc sống của nhau. Mình thấy rằng các bạn đều nghĩ cho tương lai xa, đều nghĩ cho những cái năng lượng vững bền. Các bạn sẽ không phải là yêu kiểu vui chơi nữa, mà mình thấy ở đây các bạn sẽ chọn cái mối quan hệ có thể vững được, có thể đi đường dài được. Thì cái người này á, họ cũng y chang như vậy.
Thì mình thấy ở đây á, đó là tâm tư của họ nó rất là ổn nè, nó rất là ổn, và mình thấy là họ cũng cảm thấy rất là yên tâm về phía bạn, cảm giác người này rất là tin tưởng bạn và họ có thể là sẵn sàng thể hiện cái con người của họ về phía bạn luôn. Họ sẵn sàng làm những gì mà họ cảm thấy rằng đó thực sự là chính bản thân họ, chứ họ không phải che giấu, họ không phải đeo mặt nạ, họ không phải mặc áo giáp nữa. Ở đây có hai phun. Với lá này ấy, thì mình cảm thấy rằng là thực ra cái người này á có những cái mà mình thấy rằng là nếu mà nói ghét bạn á thì mình không thấy là họ ghét bạn, họ không ưa bạn, mà mình cảm thấy rằng là cái lá hai phun này á thì mình lại cảm thấy rằng là bản thân họ cảm thấy rằng họ có cái gì đó không ưa về phía họ hơn. Tức là có những cái năng lượng á họ cảm thấy rằng là nó không có phù hợp với bạn, có những cái năng lượng họ không có bằng được với bạn, hay là không không đủ để mà có thể bước đến bên cạnh bạn, cho nên họ hơi tự trách mình nhá. Nên là họ mới phải là cố gắng nỗ lực thật là nhiều để có thể cảm thấy là ngang bằng với bạn, để có thể cảm thấy xứng đáng với bạn á, chứ không phải là kiểu họ họ cảm thấy chán với bạn đâu. Nhưng mình thấy ở đây họ cũng rất là nản nhá, chứ không phải là dễ gì đâu, mình thấy là họ cũng rất là chán đấy. Ở đây với lá discouraged này á, thì cái sự nản lòng của họ chắc là cũng dâng cao lắm. Có một tụ á, có encouraged, có vẻ như là cái sự im lặng nó cũng đang gây ra một cái tác động nó không được vui vẻ cho cái mối quan hệ này. Người này á, mặc dù ngắt kết nối với bạn, cả hai người đều cũng nỗ lực lấy nhau làm cái tấm gương để nỗ lực để phát triển đấy, nhưng mà kiểu cũng thấy hoang mang về cái mối quan hệ này, kiểu cũng thấy là hơi bị kiểu mất niềm tin về mối quan hệ này, cảm thấy mối quan hệ này nó đang dần kiểu bị đi xuống à, kiểu hơi sợ mối quan hệ này không có tương lai á. À, đúng rồi, chẳng trách có the shadow side ở đây, là những cái trải nghiệm cũ của các bạn nó đang kiểu kêu gọi các bạn, nó đang kiểu đánh đồng các bạn rằng là ở cái mối quan hệ này không có tương lai đâu, cái mối quan hệ này không phải thuộc về mình đâu, họ ở một cái tầm cao quá, mình không có với được đến với họ. Đúng rồi, cả hai đều nghĩ như thế. Trời ơi, giờ mình mới ngộ ra cái chân lý trong cái trạng bài này. Thực ra ấy, mình thấy rằng là các bạn ấy, các bạn tại các bạn nghĩ về ngày xưa đấy. Trời ơi, trong tụ này á, nó cũng phù hợp với việc là nếu mà người bạn hỏi tới là một người cũ nha. Bởi vì mình cảm nhận được ở đây á, đó là có thể một số bạn chọn tụ này, các bạn sẽ hỏi về người cũ. Những người mà các bạn đã gây tổn thương cho nhau thì mình thấy là các bạn không có tin được mối quan hệ này có thể quay trở lại. Nhưng mà nếu đây á, các bạn không phải là người cũ của nhau á, mà các bạn chỉ làm bạn thôi, bạn cũ cũng được, hay là crush cũ cũng được nha, thì mình thấy rằng là thực ra mình thấy là các bạn hồi tưởng, các bạn tái hiện những cái nỗi đau trong quá khứ ấy, những cái câu chuyện tình cảm xưa cũ của các bạn với những người yêu cũ của các bạn, và các bạn sợ là mối quan hệ này nó không có được, nó không có thành đó. Cho nên là mình thấy là các bạn kiểu mất niềm tin, các bạn kiểu hơi nản và kiểu hơi chán ghét chính bản thân mình khi mà chính bản thân mình lại có tình cảm với người này. Tại sao mình lại có tình cảm với người này? Tại sao mình lại thích họ làm gì? Trời ơi, mình có thể nào bình thường lại được không? Mình có thể giống con người một tí không? Tự nhiên lại có tình cảm với họ. Kiểu vậy á, mình thấy các bạn luôn hỏi mình những cái câu nó hơi kiểu tiêu cực, nó hơi ngớ ngẩn, nhưng mà nó cũng dễ thương nha. Là bởi vì sao? Bởi vì mình cảm thấy cái tình yêu của các bạn dành cho nhau nên mình mới thấy dễ thương á. Các bạn dành tình cảm cho nhau rồi nhưng mà các bạn không có tin, các bạn không có tin vào chính cái tình cảm, cảm xúc của mình luôn. Cho nên mình thấy cũng hơi hơi kiểu mắc cười á. Những cái sự tái hiện về những cái ký ức cũ của bạn ấy nó khiến cho cả hai e dè nhau rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng cảm thấy rằng là các bạn phải tái hiện đi. Tái hiện đi để rồi các bạn bay lên. Các bạn phải tái hiện để rồi các bạn nhìn thấy rằng là thực sự á, mối quan hệ này là một mối quan hệ mà mình nhất định phải nắm bắt. Bởi vì với lá Raising a Bow này á, thì chắc chắn là cái mối quan hệ này nó sẽ có cái gì đó, nó bay lên, nó đi lên, chứ không phải là nó ở yên một chỗ. Bởi vì với hình ảnh Raising a Bow, tức là cái con chim này á, con chim ấy sẽ bay lên. Nên là chắc chắn là cái mối quan hệ này á, rồi khi mà mọi thứ các bạn không thể nào mà kiềm hãm được cái tình cảm của mình dành cho nhau nữa, thì các bạn sẽ thực sự là bật nhảy, các bạn sẽ thực sự là chỉ có vút lên mà thôi. Mà một khi nó đã kiểu
được tăng ga, một khi nó đã được đẩy á thì nó sẽ bay thật là cao, bay thật là xa, và mình thấy rằng là sẽ có những cái sự giải phóng, sẽ có được cái sự rõ ràng cho cái mối quan hệ này. Nên là cứ kiềm hãm đi, cứ sợ đi, rồi á, đến lúc mà các bạn vỡ lở ra rằng thực sự các bạn được nói cái tình cảm thực sự trong lòng của các bạn với nhau á, thì mình cảm thấy rằng các bạn sẽ không còn cái gì gọi là đeo mặt nạ nữa đâu, mà khi đó các bạn sẽ trần truộng với nhau. Cảm nhận của mình đó là sẽ có một cái buổi nói chuyện, các bạn sẽ nói thực sự được cái nỗi lòng của mình với nhau, tất cả những cái tình cảm mà các bạn chôn giấu, các bạn sợ hãi, các bạn đều có thể chia sẻ được với nhau. Bởi vì bản chất cái mối quan hệ này ngay từ đầu họ cảm thấy cực kỳ an toàn với bạn, họ cảm thấy rất là tin tưởng bạn, và mình thấy là bạn cũng đối với họ như thế. Nó có một cái niềm tin sâu thẳm vô hình, không có một cái gốc rễ nào có thể nói vào được là ừ tại sao mày lại tin tao, tao lại tin mày. Không có, các bạn kiểu gặp gỡ nhau, nhìn nhận ra nhau, kết nối với nhau là tự khắc tin nhau rồi. Bởi vì sao? Các bạn đã gặp gỡ nhau, các bạn đã trải qua những cái kiếp sống xưa cũ cùng nhau. Cho nên là bây giờ ấy, mọi thứ nó không phải là vấn đề. Mọi thứ các bạn chỉ là gặp lại nhau thôi, nên là chẳng có một cái gì nó nghi ngại nhau cả, chẳng có một cái gì lạ lẫm nhau cả. À, mình cảm thấy là mối quan hệ này đẹp quá đi. Đây là mối quan hệ mà mình thấy là nó đem đến cho mình nhiều cái sự vui vẻ nhất, cảm thấy hạnh phúc nhất từ nãy tới giờ luôn. Trải bài này là trải bài cuối cùng rồi, nhưng mình lại cảm thấy rằng là cái năng lượng tình yêu mà các bạn có được với nhau á, đó là bởi vì các bạn đã trải qua rất là nhiều những cái chông gai thử thách trước đó. Đây là người cuối cùng của bạn. Đúng rồi, đây là người cuối cùng của bạn. Đây là câu mà mình muốn nói nãy giờ này. Bởi vì mình cảm thấy rằng là cái người cuối cùng á thì nó sẽ đến sau cùng, nó sẽ đến cuối, nó sẽ là người boss cuối mà. Cho nên là mình thấy rằng là thực sự bây giờ các bạn đã vượt qua tất cả những chướng ngại vật rồi. Và đến chướng ngại vật cuối cùng này á, nó hoàn toàn không phải là các bạn phải vượt qua những cái thử thách gì, các bạn không phải đánh quái nữa, mà thực ra các bạn chỉ tiến đến để nhận cái món quà này thôi. Gọi là chướng ngại vật cuối cùng, nhưng mà nó là một món quà dành cho các bạn, nó là kho báu của các bạn đấy. Các bạn đã vượt qua hết rồi. Và cái chướng ngại vật cuối cùng này thực ra là các bạn, bởi vì đã đi qua những cái chướng ngại vật trước này, cho nên là các bạn sợ hãi, các bạn đề phòng những cái cạm bẫy nó có thể cản ngăn các bạn. Nhưng mà thực ra nó không có gì cả, nó không có gì cả. Cái sự cản ngăn những cái cạm bẫy đấy ấy, thực ra là những cái nỗi sợ bên trong các bạn, những cái quá khứ nó tràn ngược về. Các bạn đang kiểu tua lại những cái cuộn phim của quá khứ ấy. À, tao đi qua cái con boss này, tao bị nó cắn, tao sợ rồi, lỡ tao đi đến cuối cùng mà tao phải nghi từ từ, tao phải đi, bây giờ gần đến cái trạm cuối rồi thì chắc chắn là boss nó còn ghê hơn, những con quái đấy nó còn kinh khủng hơn, nó có thể không chỉ cắn mà nó còn đánh tao thì sao, tao sẽ đau lắm. Cho nên là tao phải đề phòng, tao phải cẩn thận, tao phải rón rén từng bước đi một. Nhưng thực ra mọi thứ chẳng có gì cả. Thực ra mọi thứ không có gì cả. Mình quả thực thấy rằng là các bạn kiểu lo rất là xa cho cái mối quan hệ này. Bởi vì các bạn lo cho chính tương lai của mình. Các bạn sợ, các bạn vẫn sợ. Và chắc chắn rồi, khi mà mình đi qua nhiều cái chông gai như thế, không sợ thì mới lạ. Thú thực là có những cái vấn đề đối với một người á, nó không là gì, nhưng đối với nhiều người á, nó sẽ là một cái ám ảnh rất là lớn. Cảm giác của mình đó là các bạn ở đây, các bạn rất là nhạy cảm. Các bạn nhạy cảm, và bởi vì các bạn nhạy cảm nên các bạn đang cố gắng để giữ cái sự an toàn cho cái sự nhạy cảm của mình. Cái sự nhạy cảm của bạn chính là một món quà. Hãy trân trọng lấy cái điều đó, bởi vì mình cảm thấy ở đây á, đó là khi mà trải bài cho các bạn á, thực ra mình cứ nhìn thấy cái từ embrace á, tức là mình cảm thấy rằng là các bạn có thể trao cho người khác những cái ôm, các bạn cũng có thể đang cần dành cho nhau những cái ôm, tức là những bạn chọn tụ này và đối tượng của các bạn. Bởi vì chỉ cần các bạn giáp lại với nhau, mình thấy các bạn sẽ thực sự cảm nhận được tình yêu của nhau. Tụ này mà lỡ mà ôm nhau một cái thế nào cũng kiểu dính thính của nhau luôn, không cần phải nói gì hết, không cần phải thả gì hết, cảm nhận là như thế luôn ấy. Và mình thấy là các bạn ấy đã đi đến cái hành trình cuối rồi đó. Đến cái lúc mà các bạn gặp được cái soulmate thực sự dành cho các bạn, cái soulmate mà có thể ở bên các bạn hết cái chặng đường về sau này, bước sang một cái hành trình mới.
với một cái vai trò và những bài học mới. Thì mình thấy ở đây á, với lá kheo, với lá này á, thì nó nói về cái lông chim nó đang bị vứt trên cái bàn. Thì cái lông chim, cái bút lông chim á, là cái bút thời xưa, nó cho thấy rằng là các bạn hãy trở về với những cái điều basic cơ bản đi, những cái điều mà nó đơn giản nhất. Giống như ngày xưa người ta đâu có viết bằng đủ thứ bút như bây giờ, người ta viết bằng cái lông chim đó. Thì mình hãy quay trở về với cái sự cơ bản của tình yêu, của sự hạnh phúc là gì. Các bạn hãy trân trọng những cái sự đơn giản, đơn thuần bên trong chính bản thân mình. Hãy chấp nhận rằng là bản thân mình có dành tình cảm cho họ, còn tình cảm với họ. Chấp nhận rằng là chúng ta đã trải qua những đau khổ tổn thương, những cái vấp ngã đó. Đừng có ghét bỏ bản thân mình, đừng cảm thấy nản lòng bởi vì là mình sợ hãi, đừng cảm thấy nản lòng bởi vì là mình đã quá là chật vật, đã quá gian nan rồi mà mình không có tin vào tình yêu nữa. Bởi vì mình thấy rằng các bạn sẽ nhận được những món quà. Mình thấy là kiểu tại vì là có thể là kiểu mình đã nói là người này á, họ nhìn bạn giống như một tấm gương để họ nỗ lực, họ cố gắng. Bạn đối với họ cũng như thế. Cho nên mình thấy là với lá bầu khuê ở đây thì chắc chắn là kiểu các bạn kiểu hơi bị hâm mộ nhau ấy. Đúng là kiểu tình cảm của fan và idol ấy. Cho nên là mình thấy là các bạn có thể sẽ có những món quà dành cho nhau đấy. Các bạn sẽ thực sự đối diện với nhau bằng một cái tình cảm, tình yêu vô điều kiện, tình yêu đơn thuần nhất. Tình yêu giống như là cái lúc mà mình mới bắt đầu biết yêu, mới bắt đầu biết rung rinh, giống như là mối tình đầu vậy. Và bạn ơi, cái lá sân này nó cũng là cái lá thể hiện cho cái việc là mọi thứ ấy, nó sẽ có những cái chuyển biến, nó tích cực dần, nó sẽ tốt dần lên. Tất cả những lá bài mà bạn có ấy, nó đều thể hiện việc đó là mối quan hệ này sẽ có sự phát triển, sẽ có sự đi lên, sẽ có sự bay lên. Và thôi rồi, không cần phải quá là sợ hãi, lo lắng làm gì. Nhưng mà mình khuyến khích các bạn đó là dù các bạn có sợ ấy, thì các bạn cũng không cần phải trốn tránh đâu. Các bạn cứ yêu lấy nó, các bạn cứ chấp nhận lấy nó. Các bạn khi mà yêu được, chấp nhận được nó ấy, là lúc mà các bạn có thể chuyển hóa nó. Các bạn có thể chuyển nó thành một cái năng lượng tích cực, yêu thương, chấp nhận cảm xúc của mình, lắng nghe tình cảm của mình là một cách để mà mình có thể yêu thương chính bản thân mình. Và khi mà bạn yêu thương được chính bản thân bạn là lúc bạn có thể đưa mình lên một tầm cao mới, lên một nhận thức mới. Cái việc đầu tiên để mình có thể hóa giải tất cả mọi thứ đó là mình phải chấp nhận được cái vấn đề đấy, nó đã diễn ra, đang diễn ra và có thể sẽ phải diễn ra về sau nữa. Nhưng khi mà mình chấp nhận được rồi ấy, là lúc mà cái tâm trí của mình, trái tim của mình đã mở rộng rồi. Và khi mà mọi thứ mở rộng á, mọi thứ sẽ được đưa đi và mọi thứ cũng sẽ được đưa vào. Nó sẽ tạo ra một cái sự luân chuyển, một cái dòng chảy thoải mái. Và từ đó cái tâm hồn của mình, trái tim của mình sẽ được làm sạch. Những cái nỗi sợ mình sẽ có thể bỏ lại phía sau và thực sự là đón nhận tình yêu này, thực sự là có thể đưa cái mối quan hệ này bay lên, phát triển hơn. Các bạn xứng đáng, các bạn xứng đáng có được tình yêu nguyên vẹn, các bạn xứng đáng có được một cái tình yêu chắc chắn. Bởi vì các bạn có những cái điều đấy, vậy nên là tụi này cố gắng lên nha. Và đó là tất cả những thông điệp mình có thể đem đến cho tụ số 4. Cảm ơn các bạn đã đón xem trải bài của mình và hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nhé. Bye bye mọi người ha.